Zlatan Ibrahimovic mua thẻ LH vị trí ST là 98, quốc tịch Thụy Điển, mức lương 21, chiều cao 1m95 và cân nặng 95 kg, thể hình trung bình, chân thuận trái 4,5, có 5 sao kỹ thuật. Các chỉ số gốc của anh bao gồm tinh tế, sút xa, đánh đầu mạnh, sút và tạt má ngoài qua người. Ở vị trí ST thì Ibra mạnh ở khả năng đó là dứt điểm, lực sút, đánh đầu, giữ bóng, dê bóng và đặc biệt là sức mạnh. Ngoài ra các bộ chỉ số như phản ứng chọn vị trí vô lê, sút xa, chuyền ngắn, tốc độ, tăng tốc đều ở mức 9x. Khi sử dụng Ibra vị trí ST thì chúng ta nên để trên thật đơn như sau. Công 3 thủ 1 sẽ nách hỗ trợ phòng ngự cơ bản, đánh chặn thông thường và chạy chỗ. Rồi chúng ta sẽ vào in game một trận xếp hạng để kiểm tra. Năm nay đã bước sang độ tuổi 39. Tuy nhiên Ibra vẫn là chủ công của AC Milan, tung hoành tại Serie A. Giải đấu được mệnh danh là rất khắc nghiệt đối với các tiền đạo. Tuy nhiên ở tuổi 39 của mình thì Ibra vẫn đang thể hiện một phong độ cực kỳ tốt, khi mà anh là người gánh team hàng công của AC Milan. Và đã có những trận mà Ibra đã giúp cho AC Milan vùi dập Juventus của CR7. Chính vì phong độ đẳng cấp của Ibra mà AC Milan đã quyết định gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với anh. Đây là một phần thưởng rất tuyệt vời cho lão tứ người Thụy Điển. Rất hay. Điểm mạnh đầu tiên chúng ta thấy ở Ibra đó là thể hình và khả năng tì đè xe rất tốt, khả năng chạy chỗ thông minh. Có lẽ bóng đá thế giới hiếm có tiền đạo nào giống Ibra, khi anh có một thể hình đồ sộ, chiều cao 1m95, cân nặng 95 kg, thể hình trung bình mà lại có kỹ thuật tới 5 sao, cộng với đó là vô số những chỉ số ẩn tinh tế. Tuy thi đấu vị trí ST nhưng Ibra lại có xu hướng lùi về để hỗ trợ tấn công hơn là làm tiền đạo mục tiêu. Điều đó có lẽ do đặc thù Ibra đó là anh có rất nhiều những chỉ số ẩn tốt cho vị trí hỗ trợ, như là tinh tế, sút và tạt má ngoài. Bạn thấy khả năng đỡ bóng bước 1 và những tình huống xử lý của Ibra rất mượt. Vậy đây là một tình huống rất hay Ibra. Khi các bạn sử dụng Ibra ở vị trí ST mục tiêu thì các bạn nên sử dụng những phím bấm tay Q để gọi Ibra tham gia tấn công. Đây nào. Tốc độ và tăng tốc không phải là điểm mạnh Ibra, nhưng kỹ thuật và skill thì lại là điểm mạnh. Tình huống biểu diễn rất hay Ibra. Sau đó là một tình huống căng vào. Chụp cầm Ibra sử dụng diện skill rất phê các bạn. Ibra mùa LH thật sự là một cầu thủ chất lượng. Không những thi đấu được ở vị trí ST, Ibra còn có thể thi đấu ở vị trí khác rất tốt. Ví dụ như vị trí cam, CM.
Kỹ năng dứt điểm bằng hai chân của Ibra là tương đối tốt rồi. Anh có khả năng sút bóng căng với lực bóng đi rất là xoáy. Những tình huống sút xa hay là sút ZD của Ibra luôn mang đến một sự sát thương rất lớn. Skill, tốc độ rất hay. Vậy là rất nhanh nữa. Lối chơi của Ibra phù hợp với các huấn luyện viên có lối chơi Takadada hoặc Tikitaka. Khả năng giữ bóng và đi bóng Ibra là rất tốt. Nếu không làm nhiệm vụ ghi bàn, Ibra sẽ làm nhiệm vụ hút người hoặc phân phối bóng đến các vị trí tấn công khác. Ngoài ra những pha không chín của Ibra cũng rất tốt khi anh có lợi thế về chiều cao, khả năng bật nhảy cũng như là chỉ số ẩn đánh đầu mạnh bổ trợ. Đây là Ibra tình huống ZD vào rồi, ZD bằng chân phải thì chắc chắn là chết vì Ibra rồi. Mẫu tiền đạo có khả năng đánh hơi bàn thắng rất tốt. Nếu như anh em đã có Ibra LH trong đội hình thì anh em cũng đồng ý với tôi rằng Ibra là một trong những tiền đạo rất đáng dùng. Có thể với những con hàng khủng icon trên hàng công thì Ibra không là lựa chọn số 1 của bạn, nhưng chắc chắn trong thành phần hỗ trợ thì Ibra sẽ là cái tên phù hợp. Vậy lối chơi của tiền đạo này là rất đa năng, không đơn thuần chỉ là một ST mà còn là một trong những cầu thủ phân phối bóng dễ dắt và đi bóng rất mượt. Một tình huống đóng xa của Ibra, bóng đi là hơi căng. Tuy nhiên có lẽ là do chiều cao, trọng tâm của Ibra đã không thật sự tốt trong tình huống vừa rồi. Tôi sẽ làm lại. Vào rồi. Đó là một tình huống dứt điểm từ xa bằng chân trái, bóng đi rất căng. Ta cùng xem lại bàn thắng này. Qua đẳng cấp. Khả năng sút ZD, sút xa chúng ta đã chứng kiến khả năng quẩy skill. Bây giờ chúng ta sẽ tìm một tình huống bóng bổng. Tuy nhiên khi mà sử dụng bóng bổng thì chúng ta thấy là Ibra rất lười di chuyển vào phía trong, mà anh luôn đeo sát cầu thủ của bóng. Như vậy Ibra vẫn có thiên hướng là hỗ trợ. Một cú cứa lòng ZD rất đẳng cấp của Ibra. Khi sử dụng Ibra thì chúng ta cũng nên lưu ý trong những tình huống phải gặp những hậu vệ to cao và có tốc độ tốt thì sự lựa chọn hợp lý là DHC hoặc các bạn chuyền bóng ngay. Với tốc độ Ibra là không tốt, vì vậy những mẫu trung vệ có tốc độ nhanh sẽ là một khắc tinh của Ibra.
Tuy nhiên nếu như những huấn luyện viên có khả năng sử dụng skill tốt thì việc đối mặt với những trung vệ tốc độ nhanh cũng không phải là một vấn đề. Tình huống đây rồi, vậy là khả năng đánh đầu Ibra cũng rất tốt. Trận đấu mà chúng ta đã được chứng kiến tất cả những phẩm chất tốt nhất của Ibra mùa thẻ LH. Vậy với màn trình diễn vừa rồi thì còn hoàn toàn để chấm cho Ibra. Mức điểm là 9,5 trên 10 ở vị trí ST. Một mẫu tiền đạo toàn diện và cực kỳ đa năng. Ta tình huống làm xiếc với trái bóng của Ibra.